Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Tường. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi thành phố Tuyên Quang năm 2023 với tinh thần giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác mặt trận ở cơ sở. Lời đầu tiên, tôi xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, phường An Tường là trung tâm hành chính của thành phố Tuyên Quang với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.171,43 ha, có 3.643 hộ, 14.341 nhân khẩu, 15 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân số phát triển ổn định, kinh tế chính trị có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố và phát huy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Tường hiện nay có 29 vị ủy viên, 12 tổ chức thành viên và 19 ban công tác mặt trận ở cơ sở, có 18 trên 19 trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên. Hệ thống mặt trận tổ quốc từ phường tới khu dân cư luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều cách làm hay, làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Tường luôn tích cực phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác phòng chống tệ nạn xã hội và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, luôn làm tốt công tác vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, thực hiện tốt đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo. Bên cạnh làm tốt công tác vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Tường hàng năm đều chỉ đạo tốt việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, công tác bảo trợ xã hội. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Tường đã phát huy tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với chính quyền và các tổ chức thành viên, thành lập và nhân rộng được 38 mô hình khu dân cư tự quản, thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Từ những kết quả đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Tường đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp tích cực của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sự quan tâm hướng dẫn tận tình của Mặt trận Tổ quốc thành phố và đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, đến với hội thi hôm nay, tôi mong muốn được gửi tới toàn thể hội thi một thông điệp về niềm tin và ý chí của người cán bộ mặt trận, đó là công tác mặt trận chuyên cần, quyết tâm đoàn kết, ắt là thành công. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi mạnh khỏe.